Kính thưa đại chúng, Đức Phật dạy cái niệm hơi thở dẫn tới sự giải thoát. Niệm là niệm liên tục, niệm không ngừng nghỉ. Và Đức Phật nói rất rõ, vào lúc nào vị ấy có niệm, vị ấy có quan sát hơi thở dài ngắn nóng lạnh, tâm thân thọ tâm pháp đều sanh ra trong cái hơi thở, thì vào lúc ấy vị ấy có tu. Tu là như thế thôi chứ vị, tu không phải là cất chùa, không phải tụng kinh, không phải lạy Phật, không phải cúng dường, không phải phóng sanh. Tu không phải thế. Tu để được giải thoát. Là phải có niệm. Thở vào, nhận biết. Niệm là quay vào bên trong. Quay vào bên trong để làm gì? Để xem xét ta có tham, có sân, có si không? Có niệm tức là có quan sát bên trong. Và lúc nào vị ấy có niệm, vị ấy có quan sát, thấy rất rõ ta có tham, có sân, vào lúc ấy vị ấy có tu. Đấy, tu đơn giản lắm. Theo dõi hơi thở, quan sát tham sân si ở trong nội tâm. Hễ có sự có mặt, biết nó có mặt. Thở dài, biết thở dài, ngắn, biết thở ngắn. Thế thôi, đơn giản. Không khó, không tốn kém. Nhưng mà tại sao ta làm được? Tại vì mắt, tai, mũi, lưỡi ta đã quen rồi. Quen với cảnh trần. Nghe, nhìn, ngửi, nếm đều khởi lên những cảm xúc dục lạc, ưa thích, đưa vào trong cái thức. Nó quen rồi, nó nhạy lắm. Thì nó sẽ thất niệm. Mà thất niệm là mở cửa địa ngục thôi. Chúng ta tu tập thì chúng ta thử tự xét mình. Một ngày bao nhiêu giây đồng hồ? Giây thôi. Thật sự, nói với Phật đi. Bạch Phật từ bi. Ngày hôm nay con có nửa giây con có niệm. Con nhớ tới hơi thở. Còn lại con chạy theo sắc thinh hương vị xúc pháp ăn uống ngủ nghỉ. Mà chạy theo cảm giác dục lạc thì là kiếp sau làm súc sanh ngạ quỷ thôi. Đức Phật dạy rất rõ vậy đó. Không ai cứu mình được hết á. Tự mình cứu mình thôi. Tự mình cứu mình. Không ai cứu mình được. Phật không có cứu mình được đâu. Phật nói Phật không giải nghiệp chúng sanh được. Nghiệp của Phật, Phật còn phải trả mà. Phật còn bị người ta nói xấu, mà người ta mắng chửi đủ thứ hết. Ăn lúa ngựa 3 tháng. Nghiệp của Phật, Phật phải trả. Nghiệp của ta phải trả. Cho nên đừng có mong cầu là cúng dường, in kinh, xây chùa, tạo nhiều phước báu rồi ta sẽ được giải thoát. Chuyện đó là mê lầm. Ta vẫn phải làm, ta vẫn phải cúng dường, in kinh, bố thí, nhưng mà chuyện ấy không đưa tới giải thoát. Chuyện đó chỉ tạo những cái duyên lành để chúng ta đi thôi trên con đường. Những cái việc ta làm, phóng sanh, cúng dường, bố thí, in kinh, xây chùa, nó giống như là quý vị đi chân đất với chân dép. Có đi đôi dép thì nó đỡ đạp chân, đỡ đau. Có vậy thôi. Tạo nhiều phước báu thì cuộc đời mình nó bớt đau khổ. Giống như người đi dép ấy. Còn nếu không làm những chuyện ấy thì nó giống như người đi chân không. Nó đau, nó nóng, chịu không nổi. Dẫm đá, dẫm gai. Nhưng mà nếu đi dép thì nó đỡ dẫm gai, đỡ dẫm đá. Tức là tạo những phước báu
để trong cuộc sống mình tu tập cho nó tốt. Nhưng mà những thứ ấy nó không đưa tới giải thoát. Có thêm cái dép làm sao mà nó giải thoát được? Không có. Không đưa tới giải thoát. Đức Phật chỉ cần quay vào trong hơi thở. Thế thôi. Quan sát, có niệm luôn luôn và quan sát luôn luôn. Tham biết có tham, sân biết có sân, đó là pháp ấy. Tham vừa mới sanh, tham vừa mới diệt, đó là pháp đấy, pháp vô thường ấy. Mà thấy được pháp vô thường thì có tuệ vô thường, tuệ vô thường thì giải thoát. Tại vì cái tâm nó sẽ nhàm chán ly tham đoạn diệt. Khi nó thấy vô thường rồi nó không có dính nữa. Thế hằng ngày ta dính cái gì đấy thưa chư vị? Quý vị tưởng dính vợ, dính chồng, dính con, dính nhà, dính cửa, dính cái thân không? Nó dính những cảm giác dục lạc không à? Cảm giác dục lạc, tức là dễ chịu, khó chịu. Cảm giác ở đâu? Ở ăn với ngủ. Thức ăn đem lên ngon, ưa thích. Thức ăn đem lên không ưa ngon, không ngon, không vừa ý. Nổi sân, buồn. Buồn là sân đấy. Mặc dù nó thôi con tu rồi con ráng nuốt. Ráng nuốt tức là sân. Mà sân tức là không có tu. Đấy. Đơn giản lắm quý vị. Chỉ có ăn với ngủ thôi. Ăn ngủ kéo dài. Ngủ thì 6-7 tiếng đồng hồ, có người 8 tiếng. Ngủ như súc sanh á, ngủ thở phì phò, tay chân vung lung lung tung hết. Có khi nào quý vị trước khi ngủ á, gắn cái máy camera, tự mình xem, mình thâu lại. Rồi coi mình ngủ kiểu gì. Nó xin lỗi quý vị còn thua súc sanh nữa. Mà một ngày 7-8 tiếng đồng hồ mình ngủ, mất đi 1/3 cuộc đời rồi. Sinh ra không lẽ để ngủ. Để rồi kiếp sau làm chó làm mèo, làm rắn chuột. Hơi vô lý phải không quý vị? Hơi vô lý phải không? Sinh ra để ngủ, để rồi làm chó làm rắn làm mèo làm chuột. Thì vô lý quá. Đấy. Rồi ăn nữa, thưa chư vị, một ngày ta ăn 3 bữa, sáng trưa chiều tối, còn dậm dậm nữa. Thì thưa chư vị, cái thân này á, nó đâu có cần nhiều. Những cái chất dinh dưỡng nó tính bằng miligram, sinh tố C, sinh tố D, đồng sắt chì kẽm bằng miligram. Ăn một bữa là nó đủ rồi. Mà nếu chưa quen thì vì cảm giác thì ta uống ly sữa hay là ăn miếng trái cây thôi cũng đủ rồi. Còn cố gắng nắm níu ăn ngày 3 bữa, nó còn không ăn tay chân nó run. Nó run thì mới thấy được cảm giác run, mới cảm giác sân, thì từ đó giải thoát. Nhưng mà không, con thích ăn à. Đấy, thưa chư vị. Tức là chạy theo cảm giác dục lạc, thỏa mãn những cảm giác dục lạc. Thì làm sao tu? Đức Phật nói cách ly. Đấy, vị ấy cách ly. Cách ly ra khỏi những cái nguồn tạo nên những cảm xúc dục lạc. Lìa ái dục. Cách ly lìa ái dục, tịch diệt. Cách ly, bớt đi, bớt ăn, bớt ngủ, bớt nhìn, bớt nghe, bớt ngửi, bớt nếm, bớt nhiều chuyện. Lìa ái dục, tức là cách xa những cái nguồn tạo nên những cảm xúc dục lạc. Ái đây là dính mắc á. Dục là cảm xúc dục lạc.
Ưa thích dục là muốn đó. Nó ưa thích, nó muốn những cái cảm xúc dục lạc thôi. Ở nơi đâu? Ở nơi ăn. Con mắt nhìn thấy đồ ăn là nó đã ăn rồi. Ăn vào trong cái thức ấy. Ngài Xá Lợi Phất có dạy mà, bốn loại ăn: đoạn thực, xúc thực. Xúc thực là quan trọng lắm. Xúc thực, tư niệm thực, thức thực. Cái thức nó ăn, nhớ, nhớ tới đồ ăn đó. Bây giờ nhắm mắt lại, nói tới bánh xèo, hay là nói tới me chua ngào đường, hay là nói tới xoài Thái Lan chấm nước mắm ớt. Nó tưởng tượng nó đủ thứ hết à. Nước miếng nó chảy. Đấy, thức thực ấy. Cho nên bớt đi. Mắt nó ăn, rồi mũi nó ăn, rồi miệng nó ăn, nhẹ, răng nó cắn là đoạn thực. Và tất cả những bốn thứ ăn đấy, nếu không có niệm, nếu không có niệm thì nó quay trở lại súc sanh ăn. Niệm là quay vào bên trong. Ăn có thỏa thích không? Đấy. Hãy có thỏa thích tức là có ái dục. Ái dục nơi ăn. Nó khởi lên cái niệm muốn ăn nữa. Ăn một miếng cái nó muốn ăn nữa, ngon quá muốn ăn nữa. Ăn hết rồi nó lại muốn ăn thêm nữa. Và không bao giờ được thỏa mãn, cho nên tạo ra khổ đau, sanh tử luân hồi. Tư niệm thực tức là tương lai còn muốn ăn nữa, ăn thứ đó nữa, cho nên tiếp tục tái sanh để ăn. Kính thưa chư vị, cả đời không lẽ ta sanh ra chỉ để có ăn với ngủ, thỏa thích đam mê trong những cảm giác dục lạc của ăn và ngủ, để rồi kiếp sau ta làm chó, làm mèo, làm rắn, làm chuột. Tham ăn quá kiếp sau có thể làm heo. Đấy, nó vậy đấy. Ăn mà kén quá kiếp sau làm mèo. Vừa ăn vừa la lối sùm kiếp sau làm chó. Ăn chê bai cái này, chê bai cái kia, kiếp sau biết đâu làm bò. Đủ mọi thứ đều từ nơi cái thức. Khi ta chết, cái thức nó đưa xuống Gandhabá. Gandhabá dẫn ta đi tái sanh. Gandhabá là tự ta nuôi dưỡng, ưa bằng những sự ưa thích những cảm giác dục lạc. Thích cái gì thì nhét xuống Gandhabá đó. Rồi Gandhabá nó hành xử. Thích ăn mật ong, nếm thấy thích, cái thức nó đưa xuống Gandhabá. Gandhabá mới xúi đi kiếm mật ong mua. Nên nó vậy đấy. Cho nên Đức Phật nói muốn tu nó không khó. Nhận biết, nhưng mà làm sao nhận biết? Phải có niệm. Vào lúc nào vị ấy có niệm. Niệm tức là quay vào bên trong á, chứ không phải niệm Phật A Di Đà hay niệm Phật Thích Ca, không phải. Niệm là Sati tức là quay vào bên trong, nhớ. Nhớ rằng quay vào bên trong. Trong tâm á. Và lúc nào vị ấy có niệm, vị ấy thở ra, dài ngắn, nóng lạnh, thô tế đều phải nhận biết. Và lúc ấy vị ấy tu. Tức là luôn luôn quan sát bên trong. Khi mình thở ra, thở vào. Có tham không? Tham có sanh không? Sanh không? Sanh có sanh không? Sanh có diệt không? Tham sân si có sanh khởi, có diệt không? Thì Đức Phật nói vào lúc ấy vị ấy có tu. Đấy. Mà hễ có tu thì có giải thoát. Tại vì có tu thì thấy được cái pháp thứ nhất, tức là tự ta thấy có sắc. Mà hễ tự ta thấy có sắc, biết rằng mình có sắc, đó là pháp giải thoát thứ nhất trong tám pháp. Sắc pháp nó dính tới cái gì? Dính tới ái dục. Đấy. Cảm giác dục lạc. Cảm giác dục lạc là một trong năm cái triền cái. Nếu phá được một trong năm triền cái thì bước vào sơ thiền. Vì có năm triền cái cho nên mới có thân kiến, ưa thích những cảm giác ấy, cái tâm nó đây. Đừng nói đụng tới bà nha. Nói đụng tới bà thì có chuyện lớn. Đừng nói đụng tới ông nha.
nói đụng tới ông thì có chuyện lớn, tức là cái ta nó phát sinh, cái ngã nó phát sinh do năm uẩn, không thấy được năm uẩn, sự tương tác của năm uẩn không thấy, vì vô minh. Tại sao vô minh? Tại vì thất niệm, không có niệm hơi thở, thở ra thở vào. Quý vị không cần tu gì hết á, hồi xưa chư thánh tăng cũng chỉ nghe lời Phật có nhiêu đó, thở ra, luôn luôn quay vào bên trong, nhận biết hơi thở ra, hơi thở vào. Đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ, kể cả đi toilet cũng vẫn phải thở. Có khi nào quý vị đi toilet mà không thở không? Chết phải không? Cũng phải thở. Cho nên phải nhận biết. Ngồi trên toilet ta thở ra, dài biết dài, ngắn biết ngắn. Cái mùi toilet nó xông lên, cái tâm gì sanh? Tâm khó chịu, biết tâm khó chịu vừa sanh. Đó tâm sân đấy. Rồi thấy nó thúi, mình khó chịu, có nhận thức mình biết rằng ở cái thân này nó hôi thối, nó chẳng có gì hết, thì tâm nó sẽ sanh ra liền. Tâm gì biết không? Nhàm chán. Nhàm chán cái thân hôi thối, mà nhàm chán nó mới ly tham, mới đoạn diệt. Nó nguyên tắc vậy đó, Phật dạy. Nó phải nhàm chán trước. Còn nó ưa thích cái thân, ai đói đụng tới thì nó nổi sân lên, làm sao mà tu. Đấy, rất đơn giản vậy đó. Tu chỉ có nhiêu thôi. Thở ra, thở vào, đều phải có niệm, đều phải quan sát. Đấy, có niệm và có quan sát, tức là niệm giác chi và trạch giác chi của thất bồ đề phần. Có niệm, có quan sát thì Phật nói vào lúc ấy vị ấy có tu. Bây giờ quý vị thử xem một ngày 24 tiếng đồng hồ, chúng ta có bao nhiêu giây chúng ta có niệm, có quan sát, hay là quan sát mắt tai mũi lưỡi va chạm cảnh trần, phiền não đủ mọi thứ. Con của tôi nó nói ngỗ nghịch, chồng của tôi nó mê bà nhỏ, vợ của tôi nó chẳng nghe lời tôi, vân 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 vân. Tức là chạy theo cảnh mà, đâu có niệm bên trong. Niệm bên trong ta phải biết ta có tham không, có sân không, có si không. Tham vừa sanh, sân vừa xong. Thở vào, phải biết hơi thở vào. Khi sân, cái hơi thở nó nóng lên, nhận biết hơi thở nóng. À, tôi đang có sân, hơi thở đang nóng. Đấy, phải nhận biết. Còn nếu không có niệm thì coi như không có tu, không có quan sát thì coi như không có tu, không có niệm giác chi, không có trạch giác chi thì coi như chẳng có được cái gì cả. Mà sống mà không có, không có niệm, không có tuệ thì cũng ăn cũng thở. Cái đó là cái gì quý vị? Sống như súc sanh. Mà ngày chúng ta sống như súc sanh, hành xử như súc sanh, thì khi chết đi về đâu? Đấy, tự mình biết nha.